Cô chào các em, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học toán nhé. Bài học hôm nay cô dạy các em là yến tạ tấn. Bài này giúp các em nhận biết về độ lớn của yến tạ tấn và mối quan hệ của tạ tấn với kg, biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ tấn và kg, biết thực hiện các phép tính với các số đo tạ tấn. Các em đã học các đơn vị đo khối lượng đó là kg, gam. Bây giờ cô giới thiệu tiếp với các em. Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục kg, người ta còn dùng đơn vị đo là yến. 10 kg tạo thành một yến hay một yến bằng 10 kg. Cô sẽ hướng dẫn các em viết gọn lại như sau. Một yến bằng 10 kg. 10 kg bằng một yến. Quan sát tranh trên màn hình, các em áp dụng điều đã học để viết số vào chỗ dấu chấm hỏi cho đúng nhé. Hình 1, túi thứ nhất nặng 10 kg, tức là nặng bao nhiêu yến? Túi nặng 10 kg, vậy túi nặng bằng một yến. Hình 2, túi thứ hai nặng một yến, tức là nặng bao nhiêu kg? Túi nặng một yến, vậy túi nặng bằng 10 kg. Hình 3, có 5 túi, mỗi túi nặng 10 kg, tức là nặng tất cả bao nhiêu yến? 5 túi, mỗi túi nặng 10 kg, vậy 5 túi nặng bằng 5 yến. Hình 4, có 2 túi, mỗi túi nặng 1 yến, tức là 2 túi nặng bao nhiêu kg? 2 túi, mỗi túi nặng 1 yến, vậy 2 túi nặng bằng 20 kg. Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục yến, người ta còn dùng đơn vị đo là tạ. 10 yến tạo thành một tạ hay một tạ bằng 10 yến. Cô sẽ hướng dẫn các em viết gọn lại như sau. Một tạ bằng 10 yến. Một tạ bằng 100 kg. Các em quan sát con sư tử này nặng một tạ, tức là con sư tử nặng bao nhiêu yến? Bao nhiêu kg? Con sư tử nặng một tạ, vậy con sư tử nặng bằng 10 yến bằng 100 kg. Chiếc ô tô nặng 200 kg, tức là chiếc ô tô nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến? Chiếc ô tô nặng 200 kg, vậy chiếc ô tô nặng bằng 2 tạ bằng 20 yến. Để đo khối lượng các vật nặng tới hàng chục tạ, người ta còn dùng đơn vị đo là tấn. 10 tạ tạo thành 1 tấn hay 1 tấn bằng 10 tạ. Cô sẽ hướng dẫn các em viết gọn lại như sau. 1 tấn bằng 10 tạ bằng 100 yến bằng 1.000 kg. Các em quan sát chiếc tàu này nặng 3 tấn, tức là chiếc tàu nặng bao nhiêu kg? Chiếc tàu nặng 3 tấn, vậy chiếc tàu nặng bằng 3.000 kg. Chiếc tàu cánh bồm nặng 2.000 kg, tức là chiếc tàu cánh bồm nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ? Chiếc tàu cánh bồm nặng 2.000 kg, vậy chiếc tàu cánh bồm nặng bằng 2 tấn 20 tạ. Cô vừa giới thiệu cho các em biết đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn. Vậy các em cần nắm vững nội dung này. Một yến bằng 10 kg,
Một tạ bằng 10 yến, một tạ bằng 100 kg, một tấn bằng 10 tạ, một tấn bằng 1.000 kg. Nhìn vào đây, chúng ta có nhận xét gì? Chúng ta có nhận xét yến, tạ, tấn là những đơn vị lớn hơn kg và tấn là đơn vị lớn nhất. Dựa vào đây sẽ giúp ta chuyển đổi đơn vị giữa tạ, tấn và kg cho chính xác nhé. Cô giới thiệu cho các em biết thêm một số cân dùng để cân người, đồ vật, hàng hóa, biết xem trọng lượng là bao nhiêu. Các bạn quan sát trên màn hình thấy ba loại cân có hình dáng khác nhau. Cân thứ nhất gọi là cân treo, cân thứ hai gọi là cân đồng hồ lò xo để bàn, cân thứ ba gọi là cân bàn quả treo. Cân này để cân các vật có khối lượng lớn. Chúng ta đã nắm vững bài rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập sau. Bài 1, viết 2 kg hoặc 2 tạ hoặc 2 tấn vào chỗ chấm cho thích hợp. Câu A, con bò cân nặng nhiều chấm. Câu B, con gà cân nặng nhiều chấm. Câu C, con voi cân nặng nhiều chấm. Các em làm bài. Bây giờ các em cùng so kết quả với cô, xem các em có làm đúng như cô không nào nhé. Nếu các em làm giống cô thì các em làm đúng. Câu A, con bò cân nặng 2 tạ. Câu B, con gà cân nặng 2 kg. Câu C, con voi cân nặng 2 tấn. Để hiểu rõ hơn, cô cho các em quan sát bức tranh sau. Trong bức tranh có ba con vật là con voi, con bò, con gà. Dựa vào hình dáng, kích thước, khối lượng, các em sẽ ước lượng được khối lượng của từng con vật một cách rất dễ dàng. Chúng ta sang bài tập số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, một yến bằng bao nhiêu kg? 10 kg bằng bao nhiêu yến? 5 yến bằng bao nhiêu kg? Một yến 7 kg bằng bao nhiêu kg? 5 yến 3 kg bằng bao nhiêu kg? Các em làm bài. Bây giờ các em cùng cô so kết quả xem có đúng giống như cô không nhé. Một yến bằng 10 kg. 10 kg bằng một yến. 5 yến bằng 50 kg. Một yến 7 kg bằng 17 kg. 5 yến 3 kg bằng 53 kg. Em thực hiện như thế nào để tìm được 5 yến bằng 50 kg? Vì một yến bằng 10 kg nên 5 yến bằng 10 kg nhân 5 bằng 50 kg. Em thực hiện như thế nào để tìm được một yến 7 kg bằng 17 kg? Vì một yến bằng 10 kg nên một yến 7 kg bằng 10 kg cộng 7 kg bằng 17 kg. Câu B, một tạ bằng bao nhiêu yến? 10 yến bằng bao nhiêu tạ? Một tạ bằng bao nhiêu kg? 100 kg bằng bao nhiêu tạ? 4 tạ bằng bao nhiêu yến? 2 tạ bằng bao nhiêu kg? 4 tạ 60 kg bằng bao nhiêu kg?
Các em làm câu B. Bây giờ các em cùng so kết quả với cô xem các em có làm giống như cô không nào. Một tạ bằng 10 yến. 10 yến bằng một tạ. Một tạ bằng 100 kg. 100 kg bằng một tạ. 4 tạ bằng 40 yến. 2 tạ bằng 200 kg. 4 tạ 60 kg bằng 460 kg. Em hãy giải thích vì sao 4 tạ bằng 40 yến. Vì một tạ bằng 10 yến nên 4 tạ bằng 10 yến nhân 4 bằng 40 yến. Câu C. 1 tấn bằng bao nhiêu tạ? 10 tạ bằng bao nhiêu tấn? 5 tấn bằng bao nhiêu kg? 1.000 kg bằng bao nhiêu tấn? 4 tấn bằng bao nhiêu tạ? 1 tấn bằng bao nhiêu kg? 2 tấn 85 kg bằng bao nhiêu kg? Các em làm câu C. Bây giờ các em cùng so kết quả với cô xem có giống như cô không nào. 1 tấn bằng 10 tạ. 10 tạ bằng 1 tấn. 5 tấn bằng 5.000 kg. 1.000 kg bằng 1 tấn. 4 tấn bằng 40 tạ. 1 tấn bằng 1.000 kg. 2 tấn 85 kg bằng 2.085 kg. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Chúng ta sang bài tập số 3 tính. 18 yến cộng 26 yến. 512 tấn chia 8. Các em làm bài. Em hãy nêu cách tính 18 yến cộng 26 yến bằng bao nhiêu? Lấy 18 cộng 26 bằng 44. Sau đó viết tên đơn vị yến vào kết quả. Vậy 18 yến cộng 26 yến bằng 44 yến. 512 tấn chia 8 bằng 64 tấn. Khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng, ta cần lưu ý gì? Khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng, ta cần thực hiện bình thường như số tự nhiên, sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả tính. Khi tính, phải thực hiện với cùng một đơn vị đo. Cô vừa hướng dẫn các em bài yến tạ tấn. Về nhà, các em xem lại cách đổi đơn vị yến tạ tấn. Em nào chưa hoàn thành các bài tập 1, 2, 3 cô vừa hướng dẫn, về nhà làm tiếp nhé. Chuẩn bị bài bảng đơn vị đo khối lượng, sách toán trang 24. Bài học đến đây là hết rồi. Cô chúc các em thật vui, thật khỏe. Cô xin chào tạm biệt các em.